Trang điểm lớp nền nhanh gọn trong 5 phút chỉ với một em phấn nước 3 trong 1, gồm có trang khuyết điểm, phấn nước, má kem và cả son. Em này có thiết kế nhẹ xoay 360 độ, một mặt là phấn nước, mặt còn lại sẽ là trang khuyết điểm và má kem. Da mình tông trung bình sáng, chọn tông medium, thấy khá là tiệp với da luôn. Đầu tiên, mình sẽ dùng trang khuyết điểm để che vào những vết thâm mụn này và cả vùng thâm mắt. Có thể dùng tay, dùng bông mút hay là dùng cọ đều được. Chất trang khuyết điểm này siêu mịn mướt, dễ tán, độ che phủ cao. Bước 2, mình sẽ lật cái mặt kia lại và dùng phấn nước. Chất của em này lỏng, mịn, dễ tán, có độ che phủ trung bình, có thể trồng nhiều lớp để tăng thêm độ che phủ. Lớp finish của em này siêu mịn, mướt, thoáng da và dễ chịu, nhìn tự nhiên như là da thật, có độ căng bóng nhẹ nhàng tự nhiên, không phải là căng bóng nhảy lên đâu. Và khi em này lên da thì sẽ xếp được da và hầu như là không dính hoặc là dính rất ít. Độ kiềm đầu của em này tốt, được tầm khoảng 4 cho tới 5 tiếng. Bước 3, mình sẽ dùng cái ô má kem này, mình sẽ chấm ra tay một ít, sau đó chấm lên má và dùng tay tán ra, lên màu đậm, vậy nên mọi người chấm một ít thôi nha. Mình dùng luôn cái má kem này làm son môi cho trùng màu, và đây là thành quả lớp nền của mình. Mọi người nhìn xem này, căng bóng tự nhiên như là da thật, phù hợp cho trang điểm hàng ngày, đi làm, đi chơi, làm văn phòng, không cần mang quá nhiều đồ lỉnh kỉnh.